Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Đây 3 tháng rồi vẫn chưa đăng video. Vâng, 3 tháng rồi chưa đăng video. Thì cái video này nha, cái video này mình đã quay rồi đó, và mình đã quay lại lần hai. Và sau khi quay lại lần thứ hai thì mình mới phát hiện á là mình vẫn chưa gọi là chọn cái đường dẫn các bạn. Bởi vì đơn giản là cái ODD của mình á, đây cái ODD của mình nó gần hết dung lượng rồi, cho nên là mình phải chọn chọn cái đường dẫn các bạn, chọn cái đường dẫn mà sau khi mà quay xong cái video này á nó sẽ xuất hiện ở cái ODC này đó, thì mình quên chọn cái phần đó, cho nên thế là mình phải quay lại lần thứ ba. Đây lần này lần thứ ba này đó, thì bây giờ là gần 1 giờ sáng, 12 giờ 46 phút, như các bạn có thể nhìn thấy bên bên góc trái, ở quay góc phải của màn hình đó, thì người ta đang ngủ hết rồi, chỉ riêng mình là ngồi đây và nói chuyện thôi. Thì mấy ngày nay à, khoảng 2 3 ngày nay nhé, à, hai ba ngày nay thì mình có gọi là mua một cái mic này nhỏ các bạn, để dành mà đeo đeo lên cổ áo rồi đó. Thì mình mới dám ngồi đi nói chứ thiệt ra chứ thầy chứ, chứ thời điểm này mình không có dám nói đâu. Ê, và nó thu âm khá là tốt. Đó, mình hy vọng thì nó sẽ vẫn duy trì cái việc như thế này đó. Đó thì á, cái lần đầu tiên mà mình quay cái video này á, lần đầu tiên nha thì nó bị hỏng và mình phải quay lại. Lần thứ hai mình đã nói với bạn rồi, đó là mình chưa chọn cái đường dẫn ODC, và thế là mình phải quay lại lần thứ ba đây. Thì yêu khó chịu quá à, thì á, đây là hiện tại nha, mình đã mua được một cái mic cho nên nó là mình mới dám nói thì thầm như thế này đây. Đó. Thì cái video này mình sẽ không edit chỉnh sửa gì hết nha, mình sẽ không chỉnh sửa gì hết, để mà gọi là mình sẽ đăng lên luôn chứ mình không chỉnh sửa gì hết. Bởi vì tại sao bây giờ đang nhắn là cái phần mềm này của mình, cái phần mềm edit này của mình nè. Đó. Thì cái đó nó sao đi? Bây giờ mình sẽ nói ngay nhất. Thì 3 tháng rồi mình vẫn chưa đăng video đúng không? Đó. Thì thứ nhất đó là do cái video mà Minecraft thế giới vô tận của tập 5 của mình đó, nó dài quá bạn. Nó dài quá, nó đây như bạn thấy tôi đã ngồi được 10 tiếng đó, thì đúng ra nó không phải là 10 tiếng đâu mà là 10 tiếng 10 phút đồng hồ đó, cho nên á là cái video này nó dài quá, nó quá dài đi, mình đã cố gắng mình edit cho nó ngắn đến mức có thể luôn, nhưng mà bây giờ nó vẫn còn 3 tiếng mấy đồng hồ, 3 tiếng 19 phút đồng hồ, nhưng mà thật ra không phải là 3 tiếng đâu bạn, mà là vẫn còn đâu tầm khoảng 8 9 tiếng đồng hồ á. Tức là sao, đây là mình sẽ cho bạn xem, mình vẫn có mình có bằng chứng đây. Đây cái này đó, 10 ha, đây đây là cái video này, đây là cái video mà mình đang edit đây, đây đây là cái video mình đang edit đây nè, đây đó, 12,7 GB, 4 tiếng 55 phút đồng hồ. Ok, còn đây 8,55 GB, 3 tiếng 18 phút đồng hồ. Cái này 4 tiếng 55 phút, cái này 3 tiếng 18 phút, cộng lại nó hơn 8 tiếng chắc luôn. Nó hơn 8 tiếng chắc luôn, 4 với 3 là 7, 10, 5, cái kia 55 phút rồi, cộng thêm 18 phút nữa là 1 tiếng mấy, cộng vô nữa thì thời gian là 8 tiếng mấy đồng hồ. Ok, còn đây nữa 14 phút nữa, 8 tiếng mấy chục phút thêm cái nữa, còn đây 1 tiếng mấy nữa, tổng cộng là 9 phút mấy. Đó, ôi, tiếng 9 tiếng, 9 tiếng mấy chục phút đồng hồ, 9 tiếng mấy chục phút đồng hồ nha. Đó, 9 tiếng chứ không phải, vẫn còn 9 tiếng đồng hồ nữa, nó vẫn còn 9 tiếng đồng hồ nữa, vẫn chưa được edit xong đó. Thì đó, thì cái đoạn này bạn, đây nè, cái đoạn này nè, đâu rồi, đây 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 đây, đây cái đoạn này là đoạn mình edit rồi nè, đây đây chính là cái đoạn em đã edit rồi, đây 24 phút 36 giây là cái đoạn mình đã edit rồi đó, và mình đã cắt nó ra, mình cắt nó ra và mình xuất nó ra trước đó. Còn cái đoạn phần phần sau này nè, đây cái khúc sau này nè, cái khúc sau này á thì mình vẫn chưa xong cho nên mình để lại đó. Thì thật ra đó nha, là không phải nhiêu đây không đâu bạn, mình đã edit giờ tầm khoảng 30 mấy phút rồi đó, nhưng mà không hiểu lý do vì sao đó cái phần mềm này nó bị lỗi gì đó bạn. Không phải cái video của mình nha, cái video mình nó vẫn bình thường, nhưng mà cái phần mềm này nè bạn, cái phần mềm Sony Vegas này nè, nó bị lỗi hay là như thế nào đó mà cái lúc mà mình edit á nó xuất hiện mấy cái âm thanh rất là chói tai bạn, rất là chói tai, ví dụ như là sao nhỉ, ví dụ như đi đây đó, đó đó đó, như vậy thì nó rất bình thường đúng không, nhưng mà đó
mình không hiểu lý do vì sao lúc nãy nghe mình đang edit mà thực ra nó đã xảy ra rất là lâu bạn, nó xảy ra rất là lâu rồi, trước cái lúc mà mình về quê cơ, quê mình Đồng Tháp đó, trước cái lúc mà mình về quê nó đã có cái tình trạng này rồi mà mình không hiểu lý do vì sao và mình cũng chẳng biết cách khắc phục như thế nào luôn đó. Đó là tự nhiên mình đang edit như thế này, mình đang cho cái video chạy đó, mình đang cho cái video chạy như thế này đó, thì nó cái âm thanh của nó bị móp méo đi, nó bị đẩy lên cao giống như hệt như là cái tiếng hét của con nít đấy bạn đó. Thì giải thích nhẹ cho bạn hiểu, các bạn biết mấy đứa nhỏ không, mấy đứa nít 3 4 tuổi này kia rồi đó à, mỗi lần mà nó la cái nó la thế đều mà kiểu như là nguyên cái bản họng nó muốn lòi ngoài luôn á, nguyên cái dây thanh quản nó muốn văng ra ngoài luôn á, cái tiếng la nó là như vậy bạn, nó cứ mà nó không phải liên tục các bạn, nó không có liên tục mà kiểu như nó rồi cái nó ngưng một xíu rồi cái nó cái tiếp đó vậy đó, và nó kiểu như là nó khó chịu lắm bạn, nó cảm giác nó khó chịu, kiểu như là mình đang thu âm bạn, cái video này nha, cái video này đa số mình thu âm các bạn, chủ yếu là mình thu âm là chính á, mà thu âm là chính á, mà nó có bị cái âm thanh đó là ét ét nó vậy hoài á, mình không có thu âm được luôn đó, và thế là mình mới gọi là quay quyết định là quay cái video này để mà thông báo cho bạn biết là bây giờ cái tình trạng mà mình đang gặp phải là như thế đó, như thế này đây, đó là thứ nhất á, là cái video này quá dài đó. Cái video này quá dài nhưng mà cái trình độ edit của mình nó quá non cho nên nó là từ 10 tiếng đồng hồ mà rút xuống còn khoảng đâu là 20 mấy phút, là 30 mấy phút á, là cái công việc quá sức với mình đó. Thứ hai nữa là cái phần mềm này nó bị lỗi đó, cái phần mềm chỉnh sửa này của mình nó bị lỗi, cái video mình nó vẫn bình thường mà, cái video của mình nó vẫn bình thường nhưng mà không hiểu lý do sao cái phần mềm nó bị lỗi cái gì đó, mà cái âm thanh của video này tự nhiên nó bị móp méo đi, nó bị đẩy lên cao giống hệt như là tiếng thét của mấy cái tiếng hát của mấy mấy đứa con nít vậy đó. Đó thì cái này mình phải chịu thôi bạn, cái này là mình phải chịu thôi, bây giờ đơn giản là mình xài đồ rắc mà không, cái Sony Vegas đó là mình xài bán rắc mà chứ không phải mình xài bán quyền đâu đó, mình đâu có bỏ tiền mình mua đâu, bây giờ chịu thôi đó. À, thì đó là lý do mà sao mình quay cái video này, mình thông báo cho bạn biết đó là hiện tại bây giờ cái video này của mình đó, cái video đó là Thế Giới Vô Tận tập thứ 5, có thể cái video đó đó mình không edit nữa, mình bỏ luôn, bây giờ đơn giản là cái phần mềm Sony Vegas của mình đó là nó bị lỗi rồi, và cái lý do vì sao mình không biết thì có thể là do cái phần mềm, không phải, là do cái video của mình nó quá dài và cái phần mềm này nó load không nổi, ok, do cái video này nó quá dài và cái phần mềm này nó load không nổi cho nên nó là đâm ra đó là nó bị gọi là nó bị lỗi âm thanh vậy đó. Và cái thứ hai nữa là mình giới thiệu cho bạn biết luôn đây, ô trời nó tối nữa rồi á, thì á nhân tiện đây thì mình sẽ gọi là giới thiệu luôn bạn đó. Ô trời nó vẫn chưa tối hôn á, thì đây mình nói luôn đó, thì sẵn tiện đây mình sẽ giới thiệu cho bạn xem đó là những cái gì mà mình đã làm được ở trong cái tập 5. Thì đầu tiên á, đó là mình đã xây được cho mình một cái máy phong quái, đây đây là cái máy phong quái của mình nè bạn đó, cái máy phong quái thì mình đã xây được cho mình một cái máy phong quái, ok. Ở thứ hai nữa đó là mình đã giết được con rồng đó, mình đã giết được con rồng và mình đã lấy được cái cánh luôn rồi đó, và thứ ba đó là mình đã nâng cấp được trang bị của mình lên đó, và thứ tư đó mình đã sở hữu được tất cả những cái dụng cụ, vẫn còn thiếu cây cuốc nữa, thiếu cây cuốc nữa ở đâu các bạn thông cảm là mình để hiện tại là mình đang thao tác bằng một tay đó. Một tay mình cầm mic còn một tay thì mình bấm gõ phím và bấm chuột cho nên nó hơi chậm xíu rồi. Ở đây đó, đó, và nói chung là dụng cụ nha, dụng cụ là mình có hết rồi đó. Áo giáp thì mình đã nâng cấp lên mức độ là xịn sò nhất, không không xịn sò nhất đâu, mình nâng cấp lên mức độ là nâng cấp nó xịn sò hơn đó, để mà mình đi đánh rồng và mình đã đánh được con rồng rồi và mình đã lấy được cái cánh luôn đó. Đó, và thứ hai đó là mình đã xây được cho mình một cái máy farm quái vật đó, bây giờ mình sẽ đi lại cái chỗ máy farm quái vật này. Đó, hiện tại giờ là mình đang gọi là
chơi game bằng một tay bạn, cho nên là nó hơi khó nha. Đó, đây đây là cái máy farm của mình đây. Đó thì trong lúc mà làm cái máy farm này thì mình có bị ngáo ngơ bạn. Đây tức là cái lúc mà mình đặt đặt cái tàu bè vô đây nè. Đấy thì để mà các bạn làm được cái thang máy nước này á, thì đầu tiên các bạn phải gọi là các bạn muốn cho cái thang máy nước này, cái phần đi lên này nè, cái phần mà đi lên trên này nó hoạt động được á, thì các bạn phải phải đổ nước từng ô một luôn nè, một ô, hai ô, ba ô đó, bạn xách từng xô nước, các bạn đổ từng ô, từng ô, từng ô vậy tới khi nào mà nó đầy hết nguyên một cái đường đi lên của các bạn á, thì lúc đó là cái thang máy nó mới hoạt động được. Đó, rồi các bạn đặt cái cát linh hồn cho nó là vô nó là xong. Đó, thì cái cát đó nó rất là mất thời gian, cho nên là mình đã dùng đến tàu bè. Ok, mình đã dùng đến tàu bè. Thì á, nếu như mà mình dùng đến cái tàu bè thì mình chỉ cần đi thẳng lên phía trên đó, mình đổ duy nhất một xô nước từ phía trên và cho nó chảy xuống đây thôi. Đó, rồi sau đó mình sẽ chồng cái tàu bè lên. Nó chồng cái tàu bè lên trên rồi á, mình sẽ bóp một xương cho nó khi nào mà nó cái cây tàu bè nó cao đến mức độ mà đụng nóc rồi á, thì coi như là toàn bộ nước nó nên nó sẽ được lấp đầy luôn đó. Thì nói chung là các bạn đã chắc đã biết rồi cái gì, nhưng mà đó hình như đây, nhưng mà đây là lần đầu tiên, mà đây là lần đầu tiên mình sử dụng cái cách người sử dụng cái cách này, cái cách lấp nước này, cho nên đó là mình lại có hơi bị ngáo ngơ bạn ạ. Cái lúc mà mình đang bón bón bột xương cho cái cây tàu bẻ đó, thì trong đầu của mình nó hiện lên một câu hỏi, đó là ủa tàu bẻ nó có trồng được lên trên cát linh hồn không ta đó. Mà thế là bạn biết là các bạn biết gì không, mình đã bón cho cái cây tàu bẻ đó đó cho cái cây tàu bẻ đó, đó lên được tầng lên được lên cao được là tầng 100 mấy đó, 100 mấy đó. Thì cái thang máy nước này mình làm cho nó cao lên tới tận tầng 200, tầng 200 nha. Đó, thì mình đã bón cho cái cây tảo bẻ đó nó cao lên tới tầng 100 mấy rồi. Đó, nhưng mà chỉ vì một cái câu hỏi đó là nó có trồng được, nó có đặt được lên cát linh hồn hay không. Mà thế nào mình đập bỏ. À, mình đập bỏ luôn. Đó. Thì các bạn sẽ hỏi là ủa tại sao lại đập bỏ? Ủa phải bón khi nào mình đụng nóc thì thôi mà. Đúng. Nhưng mà bạn biết vì sao mình tự tin gì không? Bây giờ mình suy nghĩ gì nè. À, bởi vì nó nhắn trong đầu mình nó suy nghĩ gì nè, bởi vì mình đã bón cho nó lấp đầy nước được, bây giờ mình đã bón cho cái cây tàu bè này nè, cho cái cây tàu bè này nó lấp đầy nước được 100 100 100 lẻ mấy rồi, lên tầng 100 lẻ mấy rồi đó. Cho nên mà sau khi đập ra đó, mình trồng lại đó, mình bón đó, thì nó sẽ gọi là cao lên một tầng 100 lẻ mấy liền ngay lập tức. Đó, tức có nghĩa là sau khi mà mình đập bỏ xong đó, mình trồng lại đó, mà mình bón một một cái bộ xương thôi, một cái bộ xương thôi, thì nó sẽ cao lên tầng 100 lẻ mấy liền ngay lập tức, bởi vì mình đã bón cho nó cao lên tới tận trên đó rồi mà, bởi vì nước nó đã được lấp đầy lên trên, nó đã được lấp đầy lên tận tầng 100 lẻ mấy rồi đó. Nhưng mà không bạn ạ. À, sau khoảng một thời gian gọi là cũng khá lâu, tầm 5 6 phút hay là 3 4 phút gì đó, ba bốn 3 4 phút đồng hồ đó, lúc đó mình mới nhận ra là holy shit, mình đã bị ngu rồi đó. Lúc đó mình mới gọi là tích cực, mình pha bột xương các kiểu. Đây kìa, đâu 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 cái máy pha bột xương của mình nè. Đây đó, đó đó bạn thấy không, đó cái máy pha bột xương của mình nè. Đấy. À, đấy đây đây cái máy pha bột xương của mình nè. Đó, dùng nguyên liệu đó mình làm cái bột xương, đó chính là những cây mía này đó, những cây mía này và những cái đó những cái nông sản mà ở ngay cái ruộng kia kìa. Cái nông sản đó mình trồng ngay chỗ đó không phải là để gọi là ăn uống đâu nha, bởi vì nó già mà là để làm cái bột xương á. Để mà mình làm cái bột xương á đó. Và sao nữa nhỉ, à và mình đã không còn ăn chay đó bạn ạ. Tập 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 trước thì mình đã ăn ăn chay, ở trong game thì mình ăn chay đúng không, nhưng mà tập năm thì mình đã gọi là khắc phục cái chuyện đó và mình không còn ăn chay nữa, mà mình đã chuyển sang mình ăn thịt rồi đó. Và một số việc mà mình đã làm được ở trong tập 5 á, mà một số việc mà mình đã làm được ở trong tập 5 á, đó là sửa lại cái máy farm dân làng đó, sửa lại cái máy farm dân làng và dạy nghề cho tụi nó. Giờ bắt một số con dân làng và bỏ vào trong đây, cho bỏ vào trong đây và dạy nghề cho tụi nó. Đây đó, lên cấp đầy đủ luôn nha, đó dạy nghề và tụi nó toàn là dân làng xịn xịn không đó. Và ông cái này là mình làm offline bạn ạ, trong lúc mà mình chưa có quay bạn,
trong lúc mà mình chưa có quay cái tập 5 á, chưa lúc mà mình chưa quay tập 5 á, thì trong lúc apply nha, thì mình sửa lại mọi thứ, mình sửa lại cái khu vực chăn chăn nuôi của mình nè, đó là heo một chuồng, bò một chuồng và cừu một chuồng, và mình sửa lại cái máy pha cái máy farm nông dân làng của mình luôn, và mình có trồng thêm vài cái khu rừng phía bên đây nữa để mà mình farm gỗ, mà farm farm cọ farm gỗ đó mà mình gọi là tạo tạo thành que đó, farm gỗ đó mà farm gỗ mà để mà mình có làm gì thì làm đó. Thì và mình trao đổi với tụi dân làng, mà trao đổi dân làng tao trao đổi với tụi nó đúng lâu luôn á, trao đổi đúng lâu luôn đó, để mà mình gọi là sở hữu hết toàn bộ tất cả những cái dụng cụ này, trời ơi, trời ơi, đúng lâu luôn đó. Rồi thêm cái phần lâu thứ hai á, đó chính là nâng cấp trang bị bạn ạ. Cái phần nâng cấp trang bị là cái phần lâu nhất luôn bạn, hình như tốn tầm khoảng đâu là 2-3 tiếng đồng hồ á. Nâng cấp trang bị á, kiểu như là lên trên đó đó, vừa farm có giật vừa để các bạn enchant kế bên á, không biết bạn có thấy không ta, đó đó đó, các bạn thấy không, các bạn thấy cái phần màu sắc đó không, đó là sách đó, đó là kệ sách đó. Thì mình vừa farm quá giật, vừa farm quá giật vừa enchant, và tốn tầm khoảng, và mình cứ lặp đi lặp lại như vậy tầm khoảng là 2-3 tiếng đồng hồ. Tầm khoảng là 2-3 tiếng đồng hồ thì kết quả mình có được đó chính là một bộ giáp như thế này. Hả? Còn cái áo nữa, mà cái áo mình bỏ rồi quên tiêu rồi đó. Đây đây là đây 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 mình đã nâng cấp nó lên được như thế này đây đó, xịn hơn một chút, ok, xịn hơn một chút thôi đó, xịn hơn một chút thôi đó. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng đã giết được con rồng, mình đã giết được con rồng và mình đã lấy được cái cánh luôn rồi đó. Và đó là tất cả những gì mà mình đã làm được ở trong cái thế giới này. Nói chung là cái tập tâm nó rất là lộn xộn, mà cái tập 5 của cái series này nó cực kỳ lộn xộn luôn, nó không có cái gì ra cái gì cả đó. Và đó là tất cả những gì mà mình đã làm được ở trong cái tập 5, và mình đã giới thiệu cho bạn xem qua rồi đó. Và đồng thời là mình cũng có đi mai luôn nha, trong tập 5 thì mình cũng có đi mai luôn rồi đó, đi mai một ít sắt, vì mình đi mai một ít sắt để mà mình làm cái đe, và cái đe để mà mình ép đồ thôi chứ không có gì đâu đó, ép đồ thôi. Rồi ép đồ xong mình đi giết con rồng xong mình đi đi lấy cái cánh, đi lấy cái cánh xong mình đi về đó, mình đi về. Và trong lúc mà kiểu như lấy được cái cánh rồi thì mình kết thúc video luôn đó. Và sau khi kết thúc video thì mình có lượn đi một vòng mà đó, mình có lượn đi một vòng xung quanh nhà đó, mình dọn lượn đi khu vực đó đó, lượn đi khu vực xung quanh đó đó để mà xem thử là nhà gần nhà mình nó có những cái gì. Mà sau một hồi lượn đó, thì mình bị lạc đó, lạc đường rồi mà còn cố cố mà bay tùm lum tùm la nữa để mà kiếm đường về nữa, và thế là đã lạc rồi lại càng lạc thêm đó. Và sau khi mà kiểu như là pháo hoa gần hết ông, cái cánh gần hư mới đúng, cái cánh nó gần hư rồi đó, thì mình mới gọi là chịu lên trên YouTube xem lại cái video cũ của mình, coi thử là cái nhà mình nó nằm ở tọa độ nào, và sau đó mình bay ngược về đó. Và trong lúc mà kiểu như bay gần về rồi đó, còn cách khoảng đâu tầm mấy trăm lóc, cách khoảng cần cỡ 100 lóc á, thì cái cánh mình nó bị hư, mà ở cái cánh mình nó bị hư, và thế là lội bộ sắp mặt luôn, lội bộ sắp mặt luôn đó. Và đó là lý do vì sao cái cánh của mình nó bị hư rồi đó, đó là lý do. Ok. Ok bạn, thì lúc nãy là có người mà nói chung là có người nha, nói chung là có người á. Thôi thì tiếp tục nè, lúc nãy mình nói tới đâu nha, ôi chết mẹ, mình nói, thấy bà không, mình nói tới đâu mình quên luôn rồi. Thì như nào nhỉ, thì nói chung là như vậy đó. Thì đây là tất cả những gì mà mình đã làm được trong cái thế giới, trong thế giới tập 5 này đó. Và đi ngủ cái đi đó, đi ngủ đi cho trời sáng đi, quá giờ nó ra nó hốt cái thấy bà nội ạ. Vâng, thì nói chung nó là như vậy thôi. Thì á, đây sẽ là cái video gọi là thông báo tập 5 luôn nha các bạn, kiểu như là nếu như mà bây giờ mình sẽ xem thử coi là cái phần mềm này nó còn edit được hay không đó. Thì như lúc nãy mình đã nói về cái phần lỗi của nó rồi đó, cái phần lỗi của phần mềm này đó, bây giờ mình sẽ xem thử là cái video này nó có thể edit nữa được nữa hay không. Nếu như mà nó không thể edit được nữa đó thì mình sẽ quyết định là bỏ nó luôn đó. Và cái video này sẽ là cái video gọi là mình giới thiệu sơ qua về cái tập 5 của mình, trong cái tập 5 của cái series này luôn đó.
đó. Nói chung là không sẽ, nói chung là cái tập 5 này coi như là mình bỏ luôn đó, mình sẽ làm lại cái tập 5 khác đó. Đó coi như là cái video này ha, nếu như mà nếu cái video này không chỉnh sửa được thì mình sẽ bỏ nó luôn. Ok, chứ thật ra mình giữ nó lại mình cũng mệt thôi, chứ mình cũng chỉ làm khổ bản thân mình thôi chứ cũng chả có sung sướng gì đâu bạn đó. Và thêm một cái nữa, có thêm một cái lỗi này đó bạn, thêm một cái lỗi hài hước này của phần mềm này nữa bạn, đó là khi mà bạn phóng to nè đó. Ví dụ đi, bây giờ mình sẽ ví dụ như này đơn giản này đó. Đây đó, giờ bạn thấy cái đoạn này, đoạn này thừa thải quá nè, đoạn này không hay gì hết trơn, thôi cắt đi. Rồi tiếp tục nè, đoạn này cũng thừa thải quá, thôi cắt đoạn này bỏ đi, đoạn này xàm quá, rồi cắt đoạn này bỏ nha, đoạn này thôi đoạn này xàm quá cắt bỏ đi, đó, rồi đó, đúng không? Đó. Nhưng nếu ca thì đây là ví dụ thôi, nhưng nếu trong lúc mà edit đó, cắt ghép video chỉnh sửa các kiểu làm khùng làm điên gì đó mà các bạn quên bấm vào cái nút này, ok, thì trong cái lúc mà các bạn phóng to nè, để các bạn thu nhỏ cái video của bạn á, thì trong lúc mà bạn edit á sẽ có những cái phân đoạn không cần thiết, nhưng mà nó sẽ rất là khó cắt, nó sẽ rất là khó để mà cắt bỏ, cho nên là các bạn sẽ gọi là phóng to lên đó. Phóng to lên để làm gì? Để mà cho nó dễ cắt hơn đó. Đây mình sẽ phóng to cho bạn xem nè, đây đây đây, đâu rồi đâu rồi, đó 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 đó, đây 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 khoảng cách nè, đây là 57 phút 54 giây, 0,3 giây, 0,3 đó. Còn đây là 57 phút 54 giây 0,4, 57 phút 57 phút 54 giây 0,5 đó. Nó phóng to cái phần mềm, nó phóng to cái video, phóng to cái video đến mức như vậy đó bạn. Cho nên hay là để mà kiểu như là nếu như có một cái phân đoạn nào đó mà nó không cần thiết, nhưng mà nó ngắn quá đi, nó ngắn quá đi thì các bạn vẫn có thể cắt được đó, bởi vì nó phóng to rất là ghê đó. Đó. Nhưng mà cái phần mềm này nó mắc cười một cái chỗ đó. Nếu giờ trong lúc mà edit đó, các bạn phóng to nè, rồi bạn thu nhỏ lại mà nhiều lần á, nhiều lần quá đó mà nó lót không kịp á, thì nó sẽ bị lỗi, và nó sẽ xuất hiện ra một cái dòng chữ trên đây nè, đây là Vegas, Sony Vegas Pro 17 mẫu ngoặc not re-HD gì đó. Tức tạm dịch đó là mình thấy bạn, mình có thấy cái đó, thì mình nghĩ bạn, mình nghĩ cái dòng chữ mà not not re-HD gì đó đó là không phản hồi, ok. Nó mình nghĩ cái dòng chữ đó dịch ra có nghĩa là không phản hồi đó. Thì không phản hồi thì sao? Không có hồi kể thôi, để đó, để đó thì tự động cái hơi nó hết thì mình vô mình chỉnh sửa tiếp đi. Nhưng mà có vài lúc mà có vài lúc bị xui xui á, bây giờ lúc xui á kiểu như là mình để đó mình bị đúng không, cái mình bỏ đó, mình chuyển qua YouTube mình xem gần cỡ 1 tiếng đồng hồ, cái mình quay lại thấy nó vẫn bị lỗi, mình quay lại nó vẫn còn bị lỗi, nó vẫn còn bị lỗi, và thế là sao? Bấm vô dấu X này nè, thoát ra bên ngoài, rồi sao nữa, rồi vô lại hay tất cả những cái thứ gì á, tất cả những cái thứ gì mà từ nãy giờ các bạn cắt, các bạn ghép á, nó mất tiêu hết trơn rồi. Tại sao nó mất tiêu hết trơn rồi, tại sao bạn biết không? Tại vì bạn quên bấm vô cái nút này nè. Nếu như mà bạn cắt, các bạn ghép này kia nọ đó, mà sau khi mà cắt cắt ghép xong đó, các bạn bấm vô cái nút này, thì nó sẽ lưu lại tất cả những cái gì mà các bạn đã cắt, đã ghép, ok. Nhưng nếu bạn quên đi, bạn quên bấm vô nút này, rồi phần mềm nó bị lỗi nữa, nó bị lỗi hoài mà nó không hết, thì bạn thoát ra, bạn vô lại, thì nó mất hết luôn. Cái phần mềm này nó ngộ rồi, nó mắc cười vậy đó bạn. Đó, đó. Mà đó cũng là một trong những cái mà mình rất là ức chế ở phần mềm này, ok. Nó còn bị nghẹt mũi đi chứ. Hả? Và thứ hai nữa đó là cái video này á, mình đã nói ở đầu video rồi, đó là mình sẽ không edit gì hết. Thì á, cái lý do đó là cũng rất là ngộ đời từ cái phần mềm này. Đó chính là hiện tại đúng không? Hiện tại mình đang edit cái video này. Nhưng mà sau khi mà mình quay cái video này xong á, và mình nếu nếu mà mình muốn edit cái video này á thì mình phải vào phần mềm này đúng không? Nhưng sau khi mà mình vào phần mềm này xong á thì mình gọi là kiểu như sao ta, gọi là
Phải reset lại từ đầu bạn ạ. Phải reset lại từ đầu. Đó, và thế là sao? Tí gì ta? Reset lại từ đầu và thế là sao? Thế là sao? Thế thì á toàn bộ những cái phần này nè, nó mất hết luôn. Nó mất hết luôn. Ngộ vậy đó bạn. Nó mất nó ngộ đó. Nếu như mà mình muốn edit lại cái video mới phải không? Mình phải kiểu reset lại tất cả mọi thứ và thế là mất hết. Cho nên là cái video này mình sẽ quay rồi mình sẽ đăng lên luôn chứ mình không có gọi là edit gì hết nha. Đó. Và thêm một cái thêm một cái nữa mà mình muốn nói với bạn luôn á và cũng có thể là cái cuối cùng. Đó. Đó là mình đã quyết định. Đó là game game thì mình đã nói xong chưa ta? Nói chung là cái phần game á thì mình đã nói xong rồi nha. Giờ mình sẽ thoát đi. Đó. Goodbye em, nhiệm vụ game đã hết rồi. Đó. Thì đây cái phần mà tiếp theo mình sẽ nói đó chính là mình sẽ gọi là đập đi xây lại các bạn ạ. Thì có nghĩa là sao? Tức có nghĩa là mình sẽ làm YouTube lại từ đầu. Thì lý do mà mình làm YouTube lại từ đầu á đó là bởi vì á cái kênh YouTube này của mình đó bạn nó không có ra cái hình thù gì hết trơn bạn, nó người không ra người, ngộm không có ngộm, nó không có cái chất riêng bạn, nó không có cái chất riêng. Nó thì như bạn nào biết á thì cái video đầu tiên á mà mình làm á đó là những cái video nha, cái lần đầu tiên á, cái lần đầu tiên mà mình làm về game, cái lúc mà mình mới mới làm YouTube á, đó là mình làm về cái game GTA Vice City đây như bạn thấy nè. Đó. Đó. Thì á dự định ban đầu nha, dự định ban đầu của mình á đó là mình sẽ làm xong cái GTA Vice City này, đó làm xong cái GTA Vice City này xong á thì chuyển sang làm cái GTA San. Đó. Làm cái GTA San xong á thì mình sẽ chuyển sang mình làm Minecraft. Đó, làm Minecraft xong á thì làm Minecraft thì lúc đó mình chỉ suy nghĩ đơn giản thôi, làm Minecraft thì sẽ kiểu như là sao ta, sinh tồn rồi giết gồng xong rồi cái lấy được cái ca giết gồng xong rồi cái kết thúc game rồi chuyển sang qua chơi game khác rồi. Rồi sau khi mà chơi xong tất cả những cái game GTA San rồi Minecraft xong á thì mình sẽ chuyển sang qua chơi game khác luôn, ví dụ như là Crysis đó. Và thêm cái là gì nữa là Crysis nè, rồi thêm nói chung là ba cái game mà có đồ họa nặng, đồ họa cao, đồ họa nặng đó đó. Thì tại sao mình lại nghĩ như vậy, tại sao mình lại nghĩ như vậy thì các bạn biết lý do vì sao không? Đó bởi vì lúc đó mình bị ảo tưởng sức mạnh đó bạn ạ. Đó, mình bị ảo tưởng sức mạnh, mình suy nghĩ đó chính là xây dựng một cái kênh YouTube triệu subscribe, triệu người đăng ký nó rất là dễ dàng đó. Bởi vì lúc cái lúc đó đó cái lúc mà khoảng thời điểm này khoảng thời điểm là 4 5 năm trước đó, thì cái việc mà những cái YouTuber người ta nổi lên và người ta gọi là người ta nổi lên đó, người ta nổi lên và người ta gọi là kiếm được tiền từ YouTube, kiếm được rất nhiều tiền từ YouTube thì khá là nhiều. Thì lúc đó kiểu như là mình ngây thơ mà mình bị ngu đó, mình bị ngu đó, mình ngu quá mình không biết, mình cứ nghĩ là ăn được tiền của thiên hạ nó dễ lắm, cho nên đó là mình mới kiểu như là mình suy nghĩ là ui mình chỉ việc chơi GTA Vice City thôi đó, chơi GTA Vice City xong á mình sẽ quay sang mình chơi GTA San đó. Vì bởi vì á GTA Vice City với lại GTA San á nó chơi được trên điện thoại bạn. Ok, GTA Vice City, GTA San, GTA 3, GTA 3, GTA 3, GTA GTA gì nữa đó, nói chung là nhiều lắm thì có thể chơi trên điện thoại được. Đó. Thì sau khi mình chơi xong mấy cái GTA đó đó thì gọi là mình suy nghĩ á, sau khi mà mình chơi xong những cái game đó, chơi xong tất cả những game GTA đó đó thì mình sẽ gọi là lên triệu subscribe, lúc đó mình sẽ có tiền, mình sẽ nhận được tiền từ YouTube, ở sau đó mình sẽ tự mua cho mình một con PC, lúc đó mình có thể chơi được GTA 5 và chơi được GTA 4 và chơi được những cái con game khác, và lúc đó mình sẽ càng ngày càng phất lên nữa đó. Lúc đó mình bị ngơ hay lúc mình cho mình ngu bạn, nó nói chung lúc đó mình ảo tưởng sức mạnh đó bạn, mình ảo tưởng sức mạnh các kiểu. Và cái lúc đó suy nghĩ nữa nha, và cái lúc mà mình bắt tay vào mình làm á và mình đăng cái video đầu tiên lên cái video đầu tiên của mình ở trên cái kênh này á thì lúc đó đó thì mình mới phát hiện á đó là ui sao mà được 100 view, chi sao mà 100 view mà nó khó thiếu, sao được mà được 100 view mà nó khó thế
đó. Thì có kiểu như mình cũng kiểu như là thôi kệ đi, mới đầu mình cũng kiểu tự trấn an bản thân đồ đó, thôi kệ đi, mới đầu ai mà không cùi đó, cứ cố gắng làm vô làm vô làm vô, và tới thời điểm hiện tại là 4 năm rồi, và đây là số người đăng ký mà mình có được. Vâng vâng đó là số người đăng ký mà mình có được đó. Đó. Thì á, quay lại cái vấn đề mà lúc nãy mà mình nói đó là mình sẽ đập đi xe lại, đó là mình sẽ làm YouTube lại từ đầu. Thì thứ nhất đó là mình đã nói rồi, hình như lúc nãy mình đã nói mình cảm giác như là mình bị mất động lực bạn đó. Cái video nó dài quá bạn, nó video nó dài quá. Và thêm cái thứ hai đó là mình bị mất động lực bạn, mà bị mất động lực khi mà mình edit video, mình không còn động lực, mình không có còn động lực để mà làm video nữa, để video nữa kiểu như vậy. Thì á, như bạn không biết á, thì cái lúc mà mình làm quay 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 xong cái video mà Thế Giới Vô Tận tập 5 á, tập 5 nha, thì á thì mình có một thời điểm á, có một thời gian á, đó là mình mở cái phần mềm này lên đó, mình mở cái phần mềm edit lên đó, mình cứ ôi ngày hôm nay phải phải cố gắng, ngày hôm nay phải cố gắng edit nha, và ngày hôm nay phải cố gắng edit cho xong cái video này. Nhưng mà sau khi mà mình mở lên đó, mình mở lên xong á, mình quay sang YouTube, mình qua YouTube mình xem video, mình xem video tầm 5-6 tiếng đồng hồ, và cuối cùng thời điểm đó là trời nó tối luôn mà, trời tối luôn rồi, trời tối luôn. Thì lúc đó thì trời tối thì không phải là thời điểm thích hợp mà, bây giờ lúc đó hay là dế nó kêu rồi người ta ngủ hết rồi đó, cho nên nó là thế, là vì thế là ok, và thế là tắt luôn đó. Chỉ giống phải như là vô đó mở phần mềm lên, rồi cô không làm gì hết, không làm gì hết, cái để đó qua bên YouTube xem cho đã, xong cuối cùng chờ tối xong cái đi ngủ, và thế là tắt luôn. Nguyên ngày đó không có đụng chạm gì tới phần video hết đó. Mình đã có một thời gian như vậy bạn đó, khoảng cũng lâu lắm đâu, cỡ tháng à, cỡ nửa tháng trước á chứ có nhiêu đó. Thì trong cái thời gian nghỉ hè bạn, đây hiện tại giờ mình đang nghỉ hè, tầm khoảng đâu là, mình không biết thời gian nhập học là khi nào nha. Thì sau khi mình nghỉ hè xong á, mình sẽ vào lớp 12 đó, mình sẽ vào đó, mình sẽ là vào lớp 12 đó, đó. Thì trong cái thời gian nghỉ hè đó thì mình đã bị như vậy đó, kiểu như là ôi ngày hôm nay phải cố gắng, ngày hôm nay phải cố gắng mở phần mềm edit lên để mà edit video, và cuối cùng mở lên qua bên YouTube nghe nhạc, xem phim, xem video các kiểu, cuối cùng trời tối 10 giờ khuya, 11 giờ khuya, mở phần mềm edit lên, tắt phần mềm edit lại, tắt cái phần mềm edit rồi xong đi ngủ. Đó, nó cứ vậy đó. Đó, thì nói chung thì khoảng thời gian sau đó thì mình cũng cố gắng, mà mình cố gắng mình đụng chạm tới cái video một chút, mà mình kiểu mình chỉnh sửa một chút thôi. Đó, cái gì đó. Thì cái lúc nghỉ hè, thì lúc nghỉ hè thì mẹ mình đi về bạn. Mẹ mình từ 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 trên Đồng Tháp á, quay trở về đây, ở đây quê ngoại mình đó. Thì năm lớp 3 thì mình đã chuyển về quê ngoại của mình là Sóc Trăng để mà mình sinh sống và học tập đó, sinh sống và học tập đó. Như, cho nên sinh sống và học tập cho nên nó là quê mình nó phải đây, quê mình ở Đồng Tháp á, ở cái hộ khẩu thường trú của mình ở Đồng Tháp á đó. Thì nói chung thì sao ta, nghỉ hè mà, nói chung là phong tục, nói chung văn hóa mà, văn hóa của nước ta mà, đúng không? Nó kiểu như là có thời gian rảnh thì về thăm nhà, nó về thăm nhà, về thăm quê hương đó, vậy đó. Cái khoảng thời gian mà mình về quê đó, nghỉ hè mà mình đi về quê đó, mình đi về quê của mình đó, thì mình có suy nghĩ là khoan, có khi nào mình nên gọi là đập đi xây lại không ta? Bởi vì hiện tại là cái kênh YouTube của mình đó, nó không có ra cái hình thù gì cả. Cái khoảng thời gian trước đó, mình đã làm reaction và mình đã ăn hai gậy rồi đó. Và sau khi làm reaction xong đó, thấy không có không thấy cảm thấy không ngon lắm đó, không có ngon lắm đó, thì lại quay sang làm máy rap. Mà trong khi đó cái máy rap thì mình cứ làm hoài, mình cứ làm hoài, mà trong khi đó nó không có trong khi đó thì nó không có gọi là view, view nó không có được bao nhiêu cả, mà mình tại sao mình cứ làm về nó hoài vậy ta? Trong khi đó ban đầu cái dự định ban đầu mình làm cái kênh, mình làm cái kênh này đó là mình chơi hết tất cả những cái loại game đó, mình chơi hết tất cả những cái game gì mà mình biết đó, giờ mình biết những cái game nào thì mình sẽ chơi những cái game đó đó.
ban đầu cái mục đích ban đầu của mình lập cái kênh này là làm như vậy mà tại sao bây giờ mình lại làm như vậy như thế này đó đó thì đó là lý do mà cho nên là sau một hồi kiểu như rất là lâu, một thời gian rất là lâu mình suy nghĩ, cho nên là mình đã quyết định đó là ok đập đi xây lại, làm lại từ đầu. Bởi vì cái kênh YouTube này của mình nó kiểu nó không có ra cái hình thù gì cả đó, như bạn thấy đó. Cứ ngạt mũi hoài đó. Đó, như bạn thấy thì lúc trước á, mình có làm gọi là reaction nhưng mà mình bị ăn hai gậy và thấy là mình sợ quá mình ẩn hết toàn bộ những cái video reaction của mình của mình lại đó. Thì một thời gian sau đó thì sau khi mà bị cái tình trạng đó xong, mình có xem được một cái video một thời gian sau đó, thì mình có xem được một cái video của anh Hưng Hai Đảo. Hưng 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 Hải Đảo đó, Hưng Hải Đảo đó, thì anh đó mới nói là cái anh mới chia sẻ, anh nói là thật ra đó trước khi mà tôi gọi là reaction video của người ta, tôi sẽ gọi là liên hệ email, dùng email liên hệ email của người ta với người ta trước, hỏi là có cho reaction hay không đó. Thì nếu như mà người ta nói là ok đó, nếu như mà người ta nói ok thì mình làm đó, ok thì mình làm đó. Và sau khi mà làm xong rồi đó, thì tôi vẫn donate, tôi trả tiền ngược lại cho cái chủ kênh đó, chứ không chứ các bạn đừng có nghĩ chứ các bạn đừng có nghĩ đơn giản đó là tôi cái kiểu ô thấy kênh người ta ra video mới mình lấy xuống mình reaction rồi sau đó mình dán cái link, dán cái nguồn, để cái nguồn video ở trong phần mô tả là thế là xong, không không có đâu đó. Thì sau khi mà mình nghe xong cái lời chia sẻ đó thì mình mới phát giác cái kiểu ô trời ơi, hóa ra từ trước tới giờ mình ngu thấy bà nội luôn mà mình không biết, kiểu mình ngu thấy bà nội luôn mà mình không biết đó. Mình cứ nghĩ mọi việc rất đơn, mình cứ nghĩ là mọi thứ rất đơn giản nhưng mà mình đã lầm đó. Cho nên đó là sau một khoảng thời gian ra, nói chung là sau một khoảng thời gian suy nghĩ và cộng với cái việc đó là video 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 quá dài, và cộng thêm một cái việc đó là phần mềm này nó bị lỗi, nó làm cho âm thanh của video này nó bị lỗi đó. Và cộng thêm một cái việc đó là cái kênh YouTube của mình người nó không ra người ngợp, nó không ra ngợp, và cho nên là mình quyết định là ok đập đi xây lại đó, mình sẽ làm YouTube lại từ đầu theo một cái phong cách gọi là phong cách đúng với bản chất thật của mình. Giống như là như bạn xem những cái video của mình đó, các bạn sẽ thấy là mình có lâu lâu mình có tấu hài, mình có nói những cái câu gọi là những cái câu hề, những cái câu hài hước đúng không? Đó. Nhưng mà thật sự lúc mà mình xem lại những cái câu đó đó thì mình kiểu cái lắc đầu, mình kiểu ủa nó có gì hài hước ta, ủa nó có gì đâu mà nó có gì đâu mà gọi là vui đâu mà tại sao mình lại nói những cái câu đó nha. Đó. Và sau khi mà kiểu như là và trong những cái video đó mình kiểu như nói một cái vọng, mình đã nói chuyện với một cái thái độ kiểu vui vẻ không, kiểu mà thì là vâng xin chào các bạn, chào mừng mọi trở lại với kênh của mình và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi tiếp cái tựa game Minecraft này đó, kiểu như rất là vui vẻ, rất là phấn khởi, rất là tràn đầy năng lượng đúng không. Nhưng mà thật cái tính cách của mình nó không phải như vậy, tính cách của mình nó kiểu ok hôm nay chơi game chán quá làm gì ta, ok hôm nay có hơi cũng có gì làm hết, không có chơi game bữa đi. Ồ, có cái làng kìa. Cho lấy đồ một cái. Ồ, dân làng này mất dạy mẹ. Đá mà chết bà mày luôn đi. Nó thứ dân làng vô duyên mất dạy. Ồ, ở đây có người sát nè. Rồi, giết nó lấy sát. Đó. Cái giọng điệu của mình kiểu cứ cứ cà lết các bạn, kiểu do các bạn tư tưởng giống hệt như là một người các bạn, một cái người đang nằm trên mặt đất, cứ bò đi bò đi bò đi mà kiểu mất sức sống các bạn, như là mất sức sống không có sức sống mà cứ đi đi với một cái vẻ mặt kiểu như là không có sức sống, vô hồn vô cảm, đi trên đường cứ đi trên đường một cách từ to, một cách chậm rãi, lôi thôi lết hết kiểu đó, kiểu vậy đó. Đó, thì mình sẽ làm lại từ đầu đó, mình nói cho mình sẽ làm lại từ đầu với kiểu như là đúng với cái bản đúng với cái bà đối với đúng cái tính cách con người thật của mình đó, tính cách con người thật của mình kiểu như là sao ta, cái lúc mà mình quay những cái video này nè, kiểu như mình gắn mình gồng quá
Mình giác mình gồng lên, mình gồng lên, mình kiểu ôi tôi là một người rất là hài hước, rất là vui vẻ, rất là mang tới nhiều tiếng cười cho mọi người, nhưng mà trong khi đó mình nhạc như quỷ các bạn, nhạc lắm, nhạc quá trời luôn, nhạc còn hơn nước cất các bạn. Các bạn biết nước cất không? Nước cất là nó rất là nhạc, nước cất là nước cất nha, nước cất là đúng là nhạc luôn đó. Các bạn nào học quá các bạn sẽ biết nước cất là nước gì. Đó. Nước cất á, thì nó không màu, không mùi, không vị, đó là nó nhạt rồi đó. Không, nước suối nha, nước suối thì nó vẫn nhạt. Ồ đâu, nước suối thì nó không có nhạt nha. Nước suối mà các ông nước suối mà các bạn uống trên thác như này cái đó, nó không có nhạt đâu nha. Nước suối nó vẫn có vị nha, nó vẫn có một chút gì đó vị của vị, có vị nha. Còn nước cất á là nó không có vị, hoàn toàn không vị luôn. Đó. Mình đây hay là còn nhạt hơn nước cất nữa bạn, nhạt hơn nước cất nữa bạn hiểu tại sao? Là bạn hiểu như thế nào đó ha. Đó. Rồi ok thì video này thì nói tới đây được rồi, nói chung cũng dài rồi đó thì nói chung mình này, video này mình chỉ muốn thôi nói cho bạn biết thôi, đó là trong cái Minecraft thế giới vô tận tập 5 á, thì mình đã làm được những cái gì và mình đang gặp cái khó khăn gì trong cái việc chỉnh sửa video, và thêm nữa đó là một cái chuyện, đó chính là mình sẽ quyết định, đó là mình đã quyết thêm một cái chuyện, đó là mình đã quyết định, đó là mình sẽ gọi là làm YouTube lại từ đầu bằng một cái kênh khác, ở một cái kênh khác chứ không phải là cái kênh này. Và cái kênh này thì mình vẫn sẽ giữ, bởi vì đơn giản là nó cũng đã đi theo mình 4 năm rồi đó, cho nên là mình sẽ giữ nó như một cái kỷ niệm đi. Thì lâu lâu mình cũng sẽ gọi là đăng video trên cái kênh này đó. Có thể các bạn, có thể là mình vẫn sẽ tiếp tục đăng cái series đó là Minecraft Thế Giới Vô Tận ở trên cái kênh này, có thể nha. Mình đang phân vân đó là mình không biết mình có nên tiếp tục đăng cái video, đăng cái series đó là Thế Giới Vô Tận ở trên cái kênh này hay không, hay là mình sẽ đăng ở trên cái kênh mới đó. Và đó, và thêm một cái đó là nếu như mà mình không đăng video, đăng cái series Thế Giới Vô Tận ở trên cái kênh này nữa thì mình sẽ livestream. Ok, mình sẽ livestream. Nếu như mình không đăng video thì mình sẽ livestream, mà thì livestream thì chắc cũng livestream về game Minecraft thôi bạn ạ. À. Bây giờ hiện tại bây giờ cái máy của mình đó thì cái máy của mình đó thì nó không có chơi được cái game gì nặng lắm đâu. Nó có 13 triệu à bạn, nó có 13 triệu à. Đó. Chỗ đó thì có thể livestream mình vẫn livestream Minecraft thôi. Livestream cái game Minecraft này thôi. Và có thể là mình sẽ livestream cái series này. Ok, có thể là mình sẽ livestream cái series này. Ok, chứ mình không đăng video nữa. Bây đăng đăng video nó cực quá mà. Quay rồi edit rồi cái đó nó cực quá, cho nên nó là mình có thể nha. Mình quyết định là mình sẽ gọi là sao nhỉ? Livestream livestream trên cái kênh này cái kênh này mình sẽ livestream luôn đó. Nói chung là có thể là mình sẽ livestream luôn đó. Và cái thế giới Minecraft vô tận này thì mình không biết là mình có nên tiếp tục hay không đó, vậy thôi. Nhưng cái việc mà mình sẽ bắt đầu là mình sẽ làm YouTube lại từ đầu ở một cái kênh mới là cái chuyện có thật 100% vậy luôn đó. Thì rồi ok, cái video này thì mình chỉ thông báo thôi. Thì kênh mới tôi cũng không có làm gì đâu, tôi cũng quay Minecraft đó. Để như tôi, cái máy của tôi nó cũng chơi, chỉ chơi được có game Minecraft chứ chơi được game gì đâu đó. Rồi ok, nói chung là tạm biệt các bạn. Rồi bye bye.